mái tân ngàn sau hình như luôn là những câu chuyện dài với nhiều diễn biến đầy cảm xúc và vô vàn những sắc màu khác nhau. Song luôn có một điểm chung là khi bước vào cuộc yêu, khi đôi trái tim hòa chung một nhịp thì họ luôn muốn gắn kết với nhau trong một mái ấm gia đình để nguyện mái như chim liền cánh, như cây liền cành. Vâng, và hai con trẻ của chúng ta cũng không nằm ngoài quy luật ấy. Vâng, thưa quý vị. Thương và Hảo đã trải qua giới hạn của một tình bạn chân chính để trở thành một tình yêu vĩnh cửu, và để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta. Em về thưa với mẹ cha đồng ý để ta lấy mình, với mình lại với ta. Đẹp duyên đôi lứa mặt mà thông ra, để chắc nên tình núi hiền hòa, tình yêu của đôi bạn trẻ đẹp như là ánh bình minh. Vâng, kính thưa quý vị, nhận được lời mời từ gia đình cũng như cánh hồng thắm tình trao tay, thì ban tổ chức chúng tôi lại được trở về quê hương bản lại đất mẹ ngày hôm nay. Vâng, kính thưa quý vị. Dạ vâng, kính thưa đến toàn thể quý vị. Dạ vâng, kính thưa đến toàn thể quý vị. Lời đầu tiên thì cho phép tôi thay mặt cho những người làm chương trình cũng như xin thay mặt cho hai bên gia đình và nói đến lời cho cô dâu và chú rể sẽ được gửi tới đến toàn thể quý vị một lời chào, một lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn trân trọng nhất ạ. Vâng, kính thưa đến toàn thể các cô, các ông, các bà, cô dì, cho bác, đặc biệt các bạn trẻ làm nữ thanh niên trân trọng và kính mến. Sau thời gian quen biết và tìm hiểu, được sự đồng tình của hai bên gia đình và sự cho phép của chính quyền hai địa phương, thì hôm nay cô dâu Hoàng Hương sánh viên cùng chú rể Thùng Hảo đã chính thức cập bến con thuyền tình yêu. Vâng, và hôm nay đó là đôi tân nương và tân gia nhân đẹp nhất, rạng ngời nhất trong buổi trưa ngày hôm nay. Thay lời chúc mừng cho cô dâu và chú rể, thì ban tổ chức xin kính mời mọi người có thể lộ một tràng vỗ tay thật dài, thật lộng nhiệt nữa không ạ? Ở phía dưới đi không ạ? Vâng ạ, xin thành cảm ơn toàn thể quý vị. Vâng, kính thưa quý vị, quan khách, các cụ nhà ta có câu: người ta thì có đồ bọc sinh thành, đã nuôi nấng và dạy dỗ đến khi trưởng thành, và hôm nay đây có tác hợp cho hai bạn có được ngày vui trọng đại như ngày hôm nay. Vâng, và để toàn thể quý vị quan khách chúng ta không phải chờ lâu, thì sau đây ban tổ chức tôi xin là kính mời một bác trưởng đoàn đại diện của hai bên gia đình sẽ cùng gặp gỡ từng vị. Vâng, cũng như toàn thể bà con gửi những lời cảm ơn sâu sắc đến toàn thể quý bà con ạ. Vâng, xin mời bác. Kính thưa quý ông, quý bà, cô dì, chú bác, anh em thân hữu gần xa, hôm nay ngày lành tháng tốt, được sự thống nhất của hai gia đình và được sự nhất trí cho phép của chính quyền địa phương, gia đình chúng tôi long trọng tổ chức lễ thành hôn cho hai con Hoàng Hương, Thùng Hảo tại sân nhà văn hóa xã này. Sự hiện diện của quý khách trong buổi lễ trọng đại này là niềm vinh dự rất lớn với hai gia đình chúng tôi. Thay mặt hai gia đình xin trân trọng cảm ơn sự hiện diện của quý khách đã đến chúc mừng hạnh phúc của Hương Hảo. Trước dừng lời, xin chúc tình thông gia mãi mãi bền chặt, chúc hai con hạnh phúc trăm năm. Xin trân trọng cảm ơn. Dạ vâng, là kính thưa đến toàn thể quý vị quan khách, vừa rồi là lời phát biểu chân tình của bác đại diện thay mặt cho hai bên gia đình gửi tới toàn thể quý vị quan khách, thay mặt cho những người làm chương trình cũng như thay mặt cho hai bên gia đình, thì ban tổ chức tôi rất chân thành cảm ơn đến toàn thể các bậc quý vị, cô dì, chú bác, anh em nội ngoại hai bên, đặc biệt các anh các chị trong tỉnh và ngoài tỉnh, trong huyện và ngoài huyện, đặc biệt các bạn trẻ nam nữ thanh niên, bạn bè của cô dâu và chú rể đã trở về đông đủ trong buổi trưa ngày hôm nay. Vâng, là kính thưa quý vị, vâng, là hai bên gia đình chúng tôi xin riêng của mọi người chính là niềm vinh hạnh và sự thành công nhất và sự hạnh phúc nhất của cô dâu và chú rể trong buổi trưa ngày hôm nay ạ. Vâng, kính thưa quý vị, và sau đây ban tổ chức xin mời kính mời cô dâu và chú rể chúng cô dâu hãy bỏ tạm bó hoa tươi thắm xuống đây. Vâng, và sau đó hãy quay về bàn tiệc của ban tổ chức tôi để cùng nhau khu rượu xung quanh cũng như chuẩn bị rót những ly rượu hiếu rượu tình để dành cho cha mẹ của mình. Vâng, để tỏ lòng biết ơn. Vâng ạ, chú rể ơi, chú rể hãy lắc thật mạnh đi ạ. Vâng ạ, nữa đi ạ, chưa được ạ, phải lộ thật to ạ. Vâng, toàn thể quý vị quan khách, chúng ta cùng hướng tầm mắt về phía sân khấu để cùng nhau chứng kiến một giây phút thật thiêng liêng và cao quý. Vâng. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta cùng hướng tầm mắt của mình về phía sân khấu để cùng nhau chứng kiến một giây phút thật thiêng liêng và cao quý. Đó là đôi bạn trẻ, vâng ạ, sẽ tay trong tay sẽ rót ấp nhiều tình yêu. Vâng ạ. Vâng, kính thưa
thưa quý vị, nếu hương là chén rượu đầy, thảo chưa nhấp miệng mà lòng đã say. Nếu hương. Vâng ạ, chúng ta chuyển sang tiếp theo đi ạ. Hãy lắc thật mạnh, sau đó hãy rót đầy 4 ly rượu này ạ. Vâng, tiếp theo đi ạ. Vâng, cô dâu hãy chú để hãy rót 4 ly rượu này. Vâng, kính thưa đến và để quý vị quan khách, chúng ta cùng uống chung với hai bên gia đình. Vâng ạ, chúng ta cùng uống chung với hai bên gia đình. Thì toàn thể anh chị em cô thì chú bác chúng ta hãy rót đầy ly rượu của mình đi ạ. Vâng ạ, thay lời chúc mừng cho cô dâu và chú để. Hôm nay thì làm lễ tơ hồng, chúc cho Long Phục Quảng Minh đời đời. Dù cho vật đổi sao rời, tình hương nghĩa thảo một đời thủy chung. Vâng ạ. Cho Long Phục Quảng Minh đời đời. Vâng, và hai bác luôn căn dặn cháu hương rằng là cháu là bổn phận làm dâu, kính dân cha mẹ mai sau sườn già. Vâng, và hai cháu phải thay mẹ thay cha sớm hôm hương khói ông bà tổ tiên. Và từ phút này trở đi hai cháu phải cùng nhau lên bến xuống thuyền, và từ phút này trở đi hai em phải cùng một niềm thương mến lấy nhau. Vâng, cây đa thì đã giật phóng tình người, nhà tôi nhà bác từ lay mặn nồng. Kính thưa cụ bà cụ ông, kính thưa hai họ duyên hồng nhà ta, từ lúc sinh trưởng hai cháu ra đến nay, vâng, và hai em đã trưởng thành, hôm nay đúng là ý đẹp ngày lành để cho hai họ kết thành thông gia. Vâng ạ. Vâng, và tiếp theo xin kính mời những chứng gừng, gừng cay muối mặn xin đừng quên nhau. Vâng, nghi thức cắt bánh tình yêu, vâng ạ, là thể hiện sự ấm no đầy đủ trong cuộc sống mai sau. Vâng, và sau đây cô dâu và chú rể, vâng, chúng ta hãy chúc một ít vào trong mấy bát giấy đấy ạ. Và sau đó chú rể ơi, chú rể bón cho cô dâu một tí. Vâng ạ. Vâng, và tiếp theo thì cô dâu cũng lên bón lại cho chú rể. Vâng, kính thưa quý vị, chúng ta có thể hướng tầm mắt về phía cô dâu qua và chú rể được không ạ? Có thể cho một tràng vỗ tay không ạ? Vâng ạ, chân thành cảm ơn đến tất cả quý khán khách. Vâng, kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 20, vâng, 20 tháng 1 năm 2024, tức ngày 10 tháng 12 năm Quý Mão. Vâng, và cô dâu Quảng Hương, Chánh Duyên cùng chú rể Thùng Hảo đã chính thức lên duyên chồng vợ. Vâng ạ. Nhấn cưới trao tay một chút này để làm tin, dù cho vận đổi sao rời, tình chồng nghĩa vợ không hề đổi thay. Vâng, để minh chứng cho tình yêu của chú rể thì sau đây chú rể sẽ trao cho cô dâu và chú rể sẽ trao cho nhau cặp nhấn tình yêu. Vâng, kính thưa quý vị, cặp nhấn tình yêu là một kỷ vật thật thiêng liêng và cao quý, đó là một kỷ vật sẽ theo cô dâu và chú rể suốt cả cuộc đời. Vâng, và sau đây xin kính mời chú rể hãy thể hiện tình cảm của mình đi ạ. Vâng ạ. Quỳ xuống đi ạ. Vâng ạ. Vâng. Một tràng vỗ tay cùng quý vị được không ạ? Vâng ạ, tiếp theo xin kính mời cô dâu. Quên cầm ly rượu để gửi lời cảm ơn đến tập thể quý vị quan khách ạ. Xin mời cô dâu và chú rể. Yeah.
em thấu lẽ em thấu cái nào ăn được ăn đượcต้นนั้นเนี่ยเออย่า
tên của mía phết nhá bấy, của mía cấy nhá xìa, của mía báo sào nhá. Hắc gắn tàu phùng đánh bắt tay gắn tàu phùng ấm. Hắc gắn tàu thầu sáng khóc sáng khó đó, sáng lãn đó. Chào